Làng giải trí Hoa ngữ đang dần xuất hiện những ngôi sao trẻ tiềm năng. Nhiều cái tên đã được dự đoán sẽ bước vào hàng tiểu hoa đán thế hệ 05, tức những nữ diễn viên trẻ sinh từ năm 2005 về sau, có thể kế nhiệm những đàn chị đi trước cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Đó là những gương mặt tiềm năng nào? Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu trong video này nhé! Ngải Mễ. Năm 2023, tên tuổi của Ngải Mễ được biết đến nhiều hơn khi thủ vai Vân Tước trong Vân Chi Vũ, em gái của nữ chính Vân Vi Sam, do Ngô Thư Hân thủ vai. Thực tế, Vân Tước chỉ là một vai nhỏ và xuất hiện thông qua ký ức của các nhân vật khác. Bởi lẽ đó, Ngải Mễ không có quá nhiều đất diễn. Dẫu vậy, tiểu mỹ nhân vẫn để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem và liên tục được nhắc tên trên các diễn đàn thảo luận của Trung Quốc. Ngải Mễ sinh năm 2008 được đánh giá xinh đẹp với đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan, mũi cao thanh tú. Cô nàng bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 6 tuổi với bộ phim Đồng Đồ, đến nay Ngải Mễ đã sở hữu một gia tài các tác phẩm phim ảnh đồ sộ. Một số bộ phim tiêu biểu mà nữ diễn viên từng tham gia diễn xuất có thể kể đến: Thanh Bình Nhạc, Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hộc Châu Phu Nhân, Âm Dương Sư, Tình Nhã Tập, Âm Dương Sư Thị Thần Lệnh, Sơn Hải Tình, Thả Thí Thiên Hạ, Thiếu Niên Ca Hành, Trường Phong Độ, Vân Chí Vũ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa không góc chết, cùng lối diễn xuất tự nhiên và linh động. Ngải Mễ được giới chuyên môn nhận định là có diễn xuất ổn định, nếu rèn luyện thêm sẽ còn tiến xa và có địa vị cao trong showbiz. Bùi Giai Hân. Tiểu mỹ nhân Bùi Giai Hân sinh năm 2009, tính đến nay, cô nàng đã có hơn 7 năm hoạt động trong giới giải trí. Năm lên 7 tuổi, Bùi Giai Hân từng gây sốt khi tham gia đóng MV Người Bảo Vệ của nhóm TF Boys. Cô bé ngày ấy đã gây ấn tượng sâu sắc với công chúng nhờ vẻ ngoài xinh xắn và đáng yêu. Kể từ năm 8 tuổi, Bùi Giai Hân nhận được nhiều cơ hội hợp tác với các ngôi sao lớn, đến năm 11 tuổi cô bé trở thành người mẫu kiêm diễn viên nhí được săn đón bậc nhất xứ Tỷ Dân. Gia tài phim ảnh của Bùi Giai Hân cũng vô cùng phong phú. Cô bé từng tham gia các phim như Vân Tịch Truyện, Vườn Sao Băng và gần đây nhất là Chức Phong Lưu và Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du. Sắp tới đây, Bùi Giai Hân cũng sẽ góp mặt trong dự án cổ trang được mong đợi là Đại Mộng Quy Ly của đạo diễn Quách Kính Minh. Hiện tại ở độ tuổi dậy thì, Bùi Giai Hân ngày càng xinh đẹp, tỏa ra khí chất của một đại mỹ nhân tương lai. Cô bé được khán giả yêu thích với khuôn mặt khả ái, biểu cảm tự nhiên, cùng gu thời trang thời thượng. Tài khoản Weibo cá nhân của Bùi Giai Hân đã có hơn 1,9 triệu người theo dõi, còn tài khoản Douyin thì cũng có gần 9 triệu người theo dõi. Bùi Giai Hân hiện đang là một trong những sao nhí có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội Trung Quốc hiện nay. Đặng Ân Hy. Đặng Ân Hy sinh năm 2005 tại Trùng Khánh, từ nhỏ cô nàng đã tham gia nhiều cuộc thi người mẫu nhí. Năm 9 tuổi, Đặng Ân Hy bé giành giải quán quân cuộc thi Hoa hậu nhí tại khu vực Trùng Khánh và giải Á hậu 3 toàn quốc. Năm 2014, Đặng Ân Hy đạt giải 3 cuộc thi người mẫu nhí toàn Trung Quốc. Năm 2016, cô bén duyên với diễn xuất qua phim Phía sau Nghi Can X. Dù chưa có kinh nghiệm làm diễn viên nhưng Đặng Ân Hy đã được chọn vào vai diễn Trần Tiểu Hân, con gái của nữ chính Lâm Tâm Như. Ở thời điểm đó, dù chưa tròn 12 tuổi nhưng cô đã có nhan sắc phổng phao, xinh đẹp. Với 8 năm hoạt động trong giới giải trí, dù không hoạt động quá sôi nổi, nhưng Đặng Ân Hy vẫn có cho mình một gia tài phim ảnh khá nổi bật bao gồm phim Phía sau Nghi Can X, Thiên Tỉnh Chi Lộ, Thời Niên Thiếu Của Chúng Ta. Gần đây nhất, Đặng Ân Hy đã được chọn mặt gửi vàng cho vai nữ chính phim Trường Lạc Khúc, đóng cùng với bạn diễn là nam diễn viên Đinh Vũ Hề. Cô nàng cũng là nữ diễn viên đầu tiên của thế hệ 05 của Cbiz đảm nhận vai nữ chính trong một dự án lớn. Nhiều khán giả đặt kỳ vọng cô sẽ là một trong những mỹ nhân cổ trang thế hệ mới. Triệu Uẩn Trác. Sinh năm 2006 tại Thạch Gia Trang, Triệu Uẩn Trác đã có khá nhiều năm kinh nghiệm trong sự nghiệp diễn xuất. Cô bé bén duyên với nghề diễn từ khi còn nhỏ, năm 10 tuổi, với vài vai phụ trong một số tác phẩm truyền hình, cô bé đã có màn chào sân xuất sắc. Nhờ vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của cô bé nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả. Năm 2018, bộ phim truyền hình Đại Giang Đại Hà do nam diễn viên Vương Khải đóng chính lên sóng, tác phẩm chính kịch này đã ngay lập tức được khán giả đón nhận. Ngoài dàn diễn viên người lớn, người xem còn chú ý đến cô bé diễn viên nhí Triệu Uẩn Trác. Trong phim, nhân vật của Triệu Uẩn Trác là một cô bé có tính cách nổi loạn và tâm lý phức tạp. Nhờ sự thể hiện tốt trong nhiều vai diễn, Triệu Uẩn Trác đã được các trang truyền thông đặt biệt danh là Tiểu Trương Tử Di, với nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Trước khi được khán giả điện ảnh biết đến, Triệu Uẩn Trác còn từng là mẫu nhí, cô bé đã có nhiều bộ ảnh trên các tạp chí thời trang danh tiếng. Càng lớn, các đường nét trên gương mặt của Triệu Uẩn Trác càng sắc sảo, khả năng diễn xuất cũng từng ngày tăng lên. Chính vì vậy mà cô bé càng được kỳ vọng sẽ trở thành tiểu hoa đán triển vọng của nền phim ảnh Hoa ngữ. Khán giả không khỏi mong chờ những hoạt động tương lai của tiểu mỹ nhân này. Lưu Sở Điềm.
sinh năm 2009, Lưu Sở Điềm đã bộc lộ sự yêu thích với nghệ thuật từ rất sớm. Vào năm 2011, mẹ của Lưu Sở Điềm đăng ký cho cô bé tham gia chương trình tài năng nhí Star Baby. Nhờ vẻ ngoài đáng yêu, Lưu Sở Điềm được nhiều người trong ngành giải trí mời cô bé làm mẫu nhí. Chỉ mới 2 tuổi, Lưu Sở Điềm đã kiếm về hàng triệu nhân dân tệ cho gia đình, cô bé còn được gọi là sao nhí đẹp nhất showbiz. Không chỉ dừng lại ở việc làm mẫu cho các nhãn hàng, năm 2014 khi vừa tròn 5 tuổi, Lưu Sở Điềm đã có vai diễn đầu đời trong phim cổ trang Mị Nguyệt Truyện do Tôn Lệ đóng chính. Trong phim, cô bé vào vai Mị Nguyệt công chúa lúc nhỏ, vừa xinh đẹp khả ái lại còn thông minh lanh lợi, cũng vì thế mà tiểu Mị Nguyệt được Sở Vương vô cùng yêu thương và sủng ái. Sau Mị Nguyệt Truyện, nhờ ngoại hình khả ái, Lưu Sở Điềm còn được công chúng yêu mến gọi là con gái quốc dân. Cô bé tiếp tục phủ sóng làng giải trí. Năm 2018, Lưu Sở Điềm đảm nhận vai diễn tiểu Minh Lan trong phim Minh Lan Truyện do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Tuy nhiên, thời gian sau đó, Lưu Sở Điềm không tham gia thêm quá nhiều bộ phim mà chỉ tập trung nhiều vào việc học tập cũng như phát triển bản thân. Hiện tại ở tuổi 15, Lưu Sở Điềm trông đã ra dáng thiếu nữ vô cùng thước tha xinh đẹp. Tuy nhiên, cô bé vẫn giữ được gương mặt khả ái, xinh yêu như lúc trước. Gần đây, có nhiều thông tin cho rằng Lưu Sở Điềm đang dục dịch trở lại với màn ảnh nhỏ. Cô bé được cho là đang góp mặt trong dự án phim Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đỉnh và Trương Nhược Nam đóng chính. Lưu Sở Điềm sẽ vào vai Tăng Trĩ, em gái của nam chính Tăng Diên. Lưu Kỳ Kỹ. Lưu Kỳ Kỹ sinh năm 2008, cô bé từng gây ấn tượng mạnh với khán giả khi đảm nhiệm vai diễn Hải Thị, nhân vật của Dương Mịch thời bé trong phim Hộc Châu Phu Nhân. Lưu Kỳ Kỹ xuất hiện ngay từ tập 1, thời điểm Hải Thị là thiếu nữ làng chài chịu vất vả cùng cha mẹ săn lùng ngọc trai để cống nạp. Sau đó, cha mẹ của Hải Thị bị giết chết, nàng được nam chính Phương Chư nhận làm đồ đệ, giả trang nam nhi làm hộ vệ của Đế Húc. Lưu Kỳ Kỹ không chỉ thể hiện được sự trong sáng dễ thương của nhân vật, mà trong những cảnh cao trào, cô bé cũng khiến khán giả đồng cảm được với sự uất hận căm hờn của Hải Thị. Khí chất cùng kỹ năng diễn xuất của ngôi sao nhí sinh năm 2008 được khen ngợi không thua kém gì các đàn chị trong phim. Ở tuổi 15, Lưu Kỳ Kỹ đã tham gia gần 20 tác phẩm truyền hình, trong đó có nhiều dự án lớn như Trầm Hương Như Tiết, Thả Thí Thiên Hạ, Đứa Trẻ Mất Tích, 22 giây, Châu Sinh Như Cố, Chí Khí Bay Cao, Đại Tần Phú, Thần Tịch Duyên, Hạnh Phúc Về Nhà. Nét đẹp sắc sảo của Lưu Kỳ Kỹ được nhận xét là phù hợp với dòng phim cổ trang và được dự đoán sẽ ngày càng nổi bật hơn trong làng phim Hoa ngữ. Hoàng Dương Điền Điềm. Hoàng Dương Điền Điềm là nữ diễn viên trẻ chuyên đảm nhận các vai diễn thổi nhỏ của các ngôi sao đình đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Tấn. Cô sinh năm 2007, sở hữu nét đẹp trong sáng, thuần khiết, tựa như bạch nguyệt quang. Hoàng Dương Điền Điềm bước chân vào làng giải trí từ năm 2016 thông qua chương trình Vẻ Đẹp của Trung Hoa Văn Minh và chính thức ra mắt công chúng với vai trò là một diễn viên trong bộ phim Sở Kiều Chuyện vào năm 2017. Trong phim, Hoàng Dương Điền Điềm đảm nhận vai diễn lúc nhỏ của nhân vật Sở Kiều do Triệu Lệ Dĩnh đóng. Dù đất diễn không quá nhiều nhưng Điền Điềm đã gây được ấn tượng với khán giả truyền hình bởi gương mặt xinh xắn và khả năng nhập vai xuất sắc. Sau đó, Hoàng Dương Điền Điềm còn tham gia vào nhiều dự án truyền hình lớn như Như Ý Chuyện, Lang Nha Bảng phần 2, Đại Minh Phong Hoa, Tân Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thính Tuyết Lầu. Kể từ đó đến nay, cô bé đã chinh phục và chiếm lấy cảm tình của khán giả bởi lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc cùng vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, toát lên khí chất rất điện ảnh. Hiện tại, Hoàng Dương Điền Điềm đang tham gia dự án Ngủ Phúc Lâm Môn của đạo diễn Vu Chính, trong phim cô bé đảm nhận vai diễn Ngũ Nương Tử, Nhạc Thiện. Rất nhiều khán giả nhận xét rằng, dù tuổi còn nhỏ nhưng Điền Điềm đã có nhan sắc và khí chất mang đậm nét thiên tiên, thoát tục. Dự đoán tương lai, nữ diễn viên trẻ sẽ còn được đón nhận nhiều hơn nữa. Chu Dạ Nguyệt. Chu Dạ Nguyệt được xếp vào danh sách tiểu hoa đán thế hệ 05 triển vọng bởi gia tài phim ảnh nổi bật. Cô từng tham gia tiểu hí Hồng Lâu Mộng với vai chính Lâm Đại Ngọc và nhận về cơn mưa lời khen vì khả năng diễn xuất quá tốt khi chỉ mới 10 tuổi. Thời điểm hiện tại, Chu Dạ Nguyệt chưa thực sự nổi bật so với các tiểu mỹ nhân đồng trang lứa. Tuy nhiên, cô bé cũng có lợi thế riêng của mình. Gần đây, vào tháng 11 năm 2023, Chu Dạ Nguyệt tham gia phim Sơn Hữu Mộc Hề Mộc Hữu Tâm nhưng chưa thật sự gây được tiếng vang. Tuy nhiên, Chu Dạ Nguyệt lại có lợi thế về nhan sắc khi sở hữu nét đẹp trong trẻo, dễ mến. Khán giả mong đợi cô nàng sẽ sớm có nhiều hoạt động nổi bật và góp mặt vào dàn mỹ nữ tài năng thế hệ mới. Trương Tử Mộc. Trương Tử Mộc từng được săn đón trong các quảng cáo truyền hình nhờ gương mặt khả ái, đôi mắt to biết nói. Đến năm 2010, cô bé được đạo diễn Vương Gia Vệ tuyển chọn vào dự án kinh điển Nhất Đại Tông Sư, từ đó mở ra nghiệp diễn cho cô bé. Suốt hơn 10 năm đóng phim, Trương Tử Mộc đã góp mặt trong trên dưới 50 dự án.
Một trong số đó phải kể đến vai diễn Tiểu Long Nữ lúc nhỏ trong Thần Điêu Đại Hiệp phiên bản 2014 của Vũ Chính. Sau đó, Trương Tử Mộc còn tham gia vào các siêu phẩm cổ trang như Thanh Vân Chí, Nữ Y Minh Phi Truyện, Tây Du Ký bản điện ảnh và hợp tác với nhiều ngôi sao như Hoắc Kiến Hoa, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Trần Nghiên Hy. Trương Tử Mộc hiện đang theo học cấp 3 tại Bắc Kinh và tham gia đóng phim đều đặn 2 đến 3 tác phẩm mỗi năm. Ngoài công việc diễn viên, Tử Mộc thường xuyên chụp hình, quay phim quảng cáo nhờ chiều cao 1m7 nổi trội. Ngoài ra, cô bé còn có hơn 3,5 triệu lượt theo dõi trên Weibo cá nhân. Bước vào độ tuổi thiếu nữ, nhan sắc của Trương Tử Mộc ngày càng thăng hạng, được nhiều khán giả yêu mến, cô bé được kỳ vọng sẽ là ngôi sao nổi bật trong dàn mỹ nhân thế hệ mới. Vương Thánh Địch. Vương Thánh Địch sinh năm 2010 tại Bắc Kinh, nữ diễn viên nhí được đánh giá là có khả năng diễn xuất vô cùng ấn tượng dù còn rất trẻ tuổi. Năm 2014, khi mới 4 tuổi, Vương Thánh Địch đã giành giải xuất sắc tại cuộc thi múa dân gian Bắc Kinh. Năm 2015, cô bé tiếp tục đoạt giải khi múa phụ họa trong cuộc thi tay chống toàn quốc. Năm 2017, Vương Thánh Địch tham gia vào phim điện ảnh Vị Khách Bí Ẩn, đóng cùng Thiên Vương Hồng Kông Quách Phú Thành, cùng với Trương Tử Phong, Hứa Vĩ Ninh, Đoạn Dịch Hoành. Năm 2020, tên tuổi của Vương Thánh Địch nổi tiếng khắp Trung Quốc với vai diễn Phổ Phổ trong phim truyền hình hình sự phá án Góc Khuất Bí Mật. Ngoài ra, cô bé còn xuất hiện trong các phim điện ảnh như Ám Sát Tiểu Thuyết Gia, Bảo Vệ Bạn Bình An. Một số blogger cho rằng Vương Thánh Địch sinh ra là để dành cho màn ảnh rộng, bởi vì cô bé sở hữu ngoại hình trung tính có thể dung nhập nhiều kiểu nhân vật, gương mặt cũng là sự tổng hòa giữa đáng yêu và cá tính. Điểm nhấn trên khuôn mặt Vương Thánh Địch nằm ở đôi mắt tam bạch độc đáo, được xem là vũ khí tạo nên ánh nhìn sắc lẹm, dữ dội, đặc biệt thích hợp với những vai diễn gai góc. Bạn ấn tượng nhất với nàng tiểu hoa thế hệ không đến năm nào mà mình đã nhắc đến trong video này? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!